chào tất cả mọi người. Bây giờ ở Puerto Rico đang là 5:30 sáng. Và hôm nay thì chúng mình phải dậy rất là sớm để make up và đi quay hình cho phần Dances of The World. India, Cayman Island, Bahamas. Yeah. Khi tôi dạy các bạn nói tiếng Việt. 3, 2, 1. Đỗ Thị Hà.